Theo chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân khu 5, gần 60 cán bộ chiến sĩ thuộc Tiểu đoàn Phòng hóa 78, Bộ Tham mưu, Đội Y học Dự phòng, Cục Hậu cần và Trung tâm ứng cứu sự cố hóa học, sinh học, phóng xạ hạt nhân thuộc Tiểu đoàn Phòng hóa 906, Bộ Tư lệnh Hóa học với các phương tiện trang bị chuyên dụng hiện đại đã phối hợp tiến hành phun khử khuẩn diện rộng trên các tuyến đường, khu dân cư, chung cư, khu vực bị phong tỏa thuộc các phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, Thạc Giáng, An Khê, quận Thanh Khê, Hòa An, quận Cẩm Lệ do có liên quan đến ca nhiễm COVID-19 mới tại thành phố Đà Nẵng. Với trách nhiệm cao, khắc phục những khó khăn về thời tiết và địa hình, các chiến sĩ đã chia nhỏ đội hình đi về nhiều hướng, đồng loạt phun khử khuẩn, ngăn chặn sự lây lan phát tán của dịch bệnh. Trong lúc những chiếc xe chuyên dụng cỡ lớn tập trung tác nghiệp trên các trục đường giao thông, khu dân cư tập trung đông người, thì ở trong các hẻm nhỏ, các khu chung cư cao tầng, các chiến sĩ y học dự phòng với những chiếc bình phun đeo vai, xe khử khuẩn mini kéo đẩy cũng tích cực sục sạo làm sạch từng ngóc ngách. Sau 7 giờ làm việc khẩn trương, trách nhiệm, các chiến binh khử khuẩn đã tiêu độc khử trùng được hàng vạn mét vuông bề mặt tại khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao, góp phần ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe tính mạng của nhân dân.